Hi guys, chào các bạn. Bữa nay thì mua cá ngừ đại dương á, cái loại này cái loại mà đã mắc tiền á, khoảng ba mươi mấy đô nửa pound thôi á. Nhiêu đây á là khủng mà 17-18 đồng à, tiền tiền đô mà chưa tới này là 1/4 cái ký, chưa tới nửa ký nữa, chỉ có 1/4 thôi đó nha. Được nhiêu đây mà 17 đô rồi đó, thấy không? Cho nó thịt nó đẹp gì đâu ha, này nó ăn nó béo, trời nó béo dã man luôn á. Này thì hai cha con ăn với miếng cơm, tại muốn ăn cái nó một lần cuối cùng nữa trước khi đi qua bên Hawaii á, mình à, trước khi rời khỏi Hawaii chứ không phải đi qua, rời khỏi Hawaii qua bên đất liền. Rồi. It's Toro today, Ahi Toro. Very expensive, $35 a pound, and we only get like half a pound, like 17, $18, just for a little bit. We just want to try it out before we leave Hawaii. Because in the mainland, you don't get to get these very easy. Ok, alright, let's try it out. Không thử đi. Miếng không? Có mỡ nữa không? Mỡ quá trời luôn không? Miếng bự vậy. Mở ngoài nữa bé phê, ăn nó vậy ngon không? Chấm vô vậy ăn cái này ăn không là chịu không nổi. À, cái này phải ăn cơm vô chứ. Nó vừa béo mà nó vừa ngọt á, không có miếng tanh gì hết. Right, cái đó. It's just my fish here đó. À, thuộc cái mở không á, ở ngoài hôm nay bà xã chơi bỏ bông sú, bông này bông gì, bông bông sứ hả? Sứ gì cho nó thơm thơm, nó đẹp đẹp. Thấy cái mở không, hơi chối ha, nhưng mà thấy cái lớp mở. Trời ơi, ăn này mốt không? Ăn này phải ăn cho đã nha, mốt bên kia không có ăn á. Miếng dài cắt bự vậy ăn với bà đã rồi không? Cái loại này cái loại là cá ngừ thượng hạng á, bỏ vô mắt.
miếng cá là ở dưới á, thì nó hơi đỏ đỏ, ở trên thì nó hơi đỏ đỏ, nhưng mà dưới á, thấy không, nhìn cái lớp nó có chất béo á, mỡ á, quá trời luôn, bởi vì cái màu nó hơi sáng sáng xíu, lọt lọt. Cái loại này tươi chứ không phải cái loại trong lạnh, tươi họ bắt họ đem về họ cắt ra bỏ ra liền á, bởi vì nó ăn vô tươi không thấy tanh gì hết. Nhớ ăn này luôn. Ăn cái bông luôn, để lên phải ăn luôn. Rồi đi biết ngoài hát. Rồi. Xuân đi qua. Ăn cái nào? Cục nào? Hả? Đang còn ở trong khách sạn, bởi vì ăn ăn bằng mấy cái đũa rồi dục á, ăn xong rồi dục á. We still homeless, still in the hotel, so we still eating with these plastics and stuff, so we can throw it away after we done. Done. Ngon không? Too spicy. Được dip nhiều quá anh chị. Don't cry. You miss. You're gonna miss Hawaii. Don't cry. Rồi, muốn làm cái clip này nha. Ăn cho nó đã, ăn cho cái loại cá này cho nó đã đó, nó ngán. Nhưng mà thật ra là không có ngán, ăn vừa đủ à. Không ngán, muốn ăn nữa chứ. Nhưng mà thôi đủ rồi, mắc tiền quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Không biết là chắc là khi mà đi qua San Diego á, quay thêm cho các bạn coi nhiều nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye guys, bye.